bánh mì ngọt bơ sữa, nhâm nhi với một tách cà phê buổi sáng thì quá là tuyệt vời luôn. Bánh rất là mềm xốp, có một ít trái cây khô nếu như mình thích, dễ làm mà không có mất nhiều thời gian để nhồi bột. Nướng bằng cái nồi chiên không dầu đó thì cái bánh nó ngon mà lại rất là nhanh gọn. Trước khi làm bánh á, thì mình chia sẻ cái cách bảo quản men như thế nào, rồi cái thời hạn sử dụng ra sao, để tránh cái trường hợp mà bánh không nở, bị hư, bị chai. Bởi vì cũng có nhiều bạn đó để cái men nó quá lâu, nó hết hạn rồi mình làm bánh nó không có nở, làm mất công cái thời gian và đường bột của mình nữa. Trước khi mình mua cái hũ men hoặc là cái gói men đó thì mình đầu tiên là xem cái hạn sử dụng còn xa thì mình mới lấy nha. Tiếp theo đó là mình xem cái cách bảo quản như thế nào. Trên cái hũ men hoặc là cái bao bì của cái gói men đó đều có cái hàng chữ là mình để tủ lạnh sau khi mà mình mở nắp rồi. Khi xài xong hũ men đó thì mình có thể để ở cái ngăn cửa của tủ lạnh là được. Mình chỉ xài trong vòng 6 tháng kể từ khi mà mình mở cái nắp. Để không bị quên thì các bạn lấy cái viết đó, mình ghi ở trên cái nắp đó, cái ngày tháng năm, để mỗi lần mà mình lấy ra xài đó thì các bạn xem ở trên cái nắp đó cái ngày hạn sử dụng và cái ngày tháng năm mình mở nắp, để làm cái bánh đó, nó không có bị chai, không có bị hư bánh của mình. Nếu mình sử dụng quá 6 tháng thì nên bỏ cái men đi, đừng có tiếc. Bởi vì mình làm bánh thì nó cũng hư bánh, ủ bột thì không nở, nướng bánh thì bị chai. Bây giờ mình đong nguyên liệu để làm bánh mì ngọt hôm nay. 50g sữa tươi. Cái này là sữa tươi không đường. 50g sữa đặc. 3 muỗng canh đường. 1 muỗng đầy cà phê men nở, tương đương với 5g. 5g. Quậy lên cho cái hỗn hợp này nó tan, đường, sữa và cái men nó tan ra. 200g bột mì, có thể dùng bột mì đa dụng, bột bánh mì hay là bột mì số 12, 13 đều được hết nha. 1/4 muỗng cà phê muối, 1 cái trứng. Trộn lên cho tất cả các nguyên liệu này nó hòa quyện với nhau. Thì cái lúc này nó rất bột, rất là nhão, cho nên mình không thể nào mà lấy tay nhồi trong cái lúc này được nha. Cái bánh này thì làm cái bột nó hơi nhão, bởi vì cái bột nhão thì cái bánh nó mới mềm, mới ngon. Còn cái bột khô đó thì sẽ cho ra cái bánh nó bị khô đó. Nó bột rất là nhão, mình không thể nào nhồi được, nó dính lắm luôn. Cho nên mình đậy lại và để trong vòng 15 phút. Sau 15 phút, mình cho 30g bơ hoặc là dầu ăn, nhưng mà cái bơ đó làm cho cái bánh nó ngon hơn. Rồi lúc này là mình nhồi được rồi, cái bột nó đã khô rồi. Đó, mình có thể nhồi và nó không còn dính tay nữa. Khi mình để ra cái bàn mình nhồi đó thì mình rắc một ít cái bột áo ở dưới để cho nó không có bị dính ở dưới cái bàn của mình. Khi làm cái bánh này đó thì mình cho bột áo ít thôi. Nếu mình cho nhiều bột áo quá thì cái bánh nó sẽ bị khô. Nhồi khoảng chừng 5 phút thì mình thấy cái bột nó đã mịn rồi. Mình túm lại và đem đi ủ. Mùa đông này tốt nhất là các bạn để ở trong cái lò oven để mình ủ thì nó nhanh nở hơn. Mùa hè thì mình ủ từ 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi. Còn mùa đông á thì mình ủ từ 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Sau 2 tiếng đồng hồ mình để trong cái lò oven, mình mở heat nó hơi
ấm một chút rồi mình tắt đi. Để đó 2 tiếng thì cái bột nó nở như vậy. Chia ra cái phần bột này làm 4. Có một cái lưu ý rất là quan trọng, trong khi nướng bánh ở trong cái nồi air fryer, mình nướng cái bánh nhỏ nhỏ thôi, từ 200g đến 300g bột trở lại thôi. Mình đừng có nướng nhiều quá, bởi vì cái không gian nó rất là hạn hẹp. Mình nướng cái bánh nó lớn quá thì nó khó chín ở chính giữa. Mình có thể cho vào trong cái bánh này tất cả các loại trái cây khô mà mình thích. Ở đây là có nho khô, cranberry, rồi cái trái đỏ đỏ này là câu kỷ tử nè, rồi có cam với vỏ chanh đó, người ta làm mứt. Trái cranberry thì nó chua chua, cho nên mình cho vào trong cái bánh này. Đây là những cái loại trái cây mà rất là tốt cho sức khỏe nha. Cái khuôn á, thì mình lót một miếng giấy ở dưới đáy, bởi vì dù cho mình có thoa dầu hay gì nó cũng dính ở dưới đáy một chút, cho nên mình để ở dưới đáy một cái miếng giấy mình lót ở dưới để cho cái bánh không bị dính. Khi cái bột đã ủ xong rồi, mình cắt ra rồi thì mình cán làm sao không có cho cái bột á, nó bị đứt ra, bị bể ra đó, thì một lát nữa mình nướng nó, cái mặt bánh nó sẽ sần sùi, nó không có đẹp. Khi cuốn thì mình cuốn cái đầu nhỏ vào trước. Rồi mình đậy lại và ủ trong vòng 30 phút. Sau 30 phút thì mình mở cái lò 320 độ F là tương đương với 160 độ C trong vòng 10 phút cho cái lò nó nóng trước. Rồi mình cho một cái lòng đỏ trứng, một muỗng cà phê dầu ăn quét lên mặt bánh. Sau đó mình mới đậy cái giấy bạc ở trên cái mặt khuôn á. Và nhớ đậy cho nó kín lại hết. Cho vào trong nồi mở 320 độ F tương đương 160 độ C mà nướng trong vòng 22 phút. Sau 22 phút thì mình mở cái giấy bạc ra bỏ đi. Đấy, ngay chỗ này là có một cái lỗ hở nè, cho nên nó vàng ở đây. Mình phải lấy giấy bạc mình che lại ở cái vị trí đó. Nếu không á, thì một lát nữa nó sẽ bị đen ngay đó. Hạ xuống còn 300 độ F, tương đương với 150 độ C, nướng trong vòng từ 4 tới 5 phút. Cái nồi này, mỗi một cái nhãn hiệu đều có một cái nhiệt độ chênh lệch với nhau, không có giống nhau. Cái nồi của mình á, là cái nhiệt độ nó tỏ nhiệt hơi cao á. Đó, cái bánh mình sau 4 phút mà nó mềm mà nha. Cái bánh nó rất là mềm luôn. Màu vàng đẹp. Bên trong nó trắng tinh luôn á. Rất là xốp luôn. Nướng rất là nhanh luôn, gọn lẹ. Cái bánh này ngon lắm cho bữa sáng với một tách cà phê. Cái bánh rất là mềm mại, không có bị khô, xốp mịn. Cái độ ngọt vừa phải luôn nè, màu trắng tinh luôn. Món bánh mì ngọt bơ sữa của mình hôm nay đã xong rồi. Nếu thích thì các bạn hãy đăng ký kênh, nhấn like và chia sẻ cùng bạn bè nha.